Ngày hôm nay thì chúng ta nhận được một cái thông tin đó chính là liên quan tới công ty Bitwise đã có một cái crypto index fund thì để thuận dành mỗi thời gian để mà chia sẻ để các bạn hiểu được là vấn đề này là như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn cũng đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và ngoài trừ vấn đề liên quan tới Bitwise ra chúng ta cũng sẽ nói tới những cái vấn đề à, liên quan tới airdrop của đồng Spark Token một số những suy nghĩ cá nhân của thượng về cái airdrop này cũng như chúng ta cũng sẽ nói tới một cái cập nhật liên quan sang Napex chúng ta giờ hãy trở lại với thông tin liên quan đến công ty Bitwise thì các bạn thấy được là chúng ta có công ty Bitwise đưa ra một cái quỹ đầu tư cái quỹ đầu tư này đó là có cái ticker symbol có nghĩa là cái quỹ đầu tư này các bạn có thể là mua bán trên những cái sàn giao dịch với cái ticker là BITW nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ thì có thể là lên trên những cái sàn chứng khoán và mua cái cổ phần BITW đây là một, một cái quỹ đầu tư không có phải là quỹ đầu tư ETF đây là quỹ đầu tư mà các bạn mua cổ phần của cái quỹ đầu tư này thông qua cái ticker BITW này đứng sau lưng cái cổ phần này đứng chính là những cái đồng crypto mà đứng sau lưng hỗ trợ giá cả và tổng cộng là có 10 đồng crypto trong quỹ đầu tư này và 10 đồng crypto này các bạn thấy là phần lớn 75% là Bitcoin 13% là Ethereum còn phần còn lại là 12% là đồng XRP, Litecoin, Chainlink, Tezos và một số những đồng khác thì một trong những điều mà các bạn thấy ở đây đây là một cái quỹ đầu tư mà các bạn có thể là đầu tư gián tiếp vào trong crypto bằng cách là mua cái cổ phần BITW thì điều này cũng tương tự như các bạn thấy là những công ty chúng ta thấy trước đây như là Grayscale Investment thì những người nào mà sử dụng sản chứng khoán có thể là mua những cổ phần của Grayscale bằng cách là mua cái ticker của Grayscale mà không cần phải mua những đồng crypto trực tiếp tuy nhiên đây là một cái đầu tư gián tiếp nhiều người thì nói là tại sao một người lại lựa chọn mua những cái cổ phần của những công ty như là Rayscale hay là Bitwise trong khi mà các bạn có thể dùng cái số tiền đó để mà mua crypto trực tiếp thì giá sẽ rẻ hơn nhưng mà các bạn thấy được là giá rẻ hơn nhưng mà các bạn vẫn cần phải tự lưu trữ crypto của mình nhiều nhà đầu tư thì họ chỉ cần có một cái khoản tiền đầu tư của mình được đầu tư vào trong thị trường crypto là được rồi họ không cần quan tâm đến những cái điều như là cần phải được lưu trữ hay là bảo quản hay là một vấn đề gì đó họ chỉ cần biết là đây là một công ty mà có thể tin tưởng được trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ cho nên họ mua cổ phiếu những công ty này cũng như là mua crypto gián tiếp tại vì đứng sau lưng đó chính là giá của những crypto thì các bạn thấy được là cái quỹ đầu tư này tương tự như là quỹ đầu tư của Grayscale hai quỹ đầu tư này rất là tương tự với nhau và các bạn thấy là một trong những thứ khác biệt đó chính là quỹ đầu tư này thì có 10 đồng tổng cộng và chia ra các bạn thấy là phần lớn 75% vẫn là Bitcoin 13% là Ethereum phần còn lại 12% như là thường đã chia sẻ là XRP, Litecoin, Chainlink, Tezos và một số những đồng khác Thì hai điều mà chúng ta cần phải lưu ý đây, điều đầu tiên là như bạn hỏi thuận là chúng ta cần phải xem xét những cái altcoin nào khi mà chúng ta bắt đầu bước vào một altcoin kế tiếp Thì trước hết các bạn có biết là tiền thường là sẽ đi vào thị trường Bitcoin trước, cho nên Bitcoin sẽ tăng giá trước Sau đó thì tiền mới đổ vào những cái altcoin lớn Và những altcoin lớn nào thì các bạn cần phải nhìn vào những cái tài liệu như là những công ty Grayscale hay là công ty Bitwise họ đang lưu trữ những đồng nào Cho nên những đồng mà các bạn thấy trên màn hình đó Ethereum, XRP, Litecoin, Chainlink, Tezos Là những cái đồng mà những quỹ đầu tư lớn này lưu trữ Và họ thường là lưu trữ trong thời gian dài hạn Và khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ có những cái sự quan tâm để mà hỗ trợ sự phát triển của những đồng này cho nên nếu như các bạn cần phải lựa chọn những đồng altcoin thì đây là những nơi mà các bạn bắt đầu được nhìn vào những quy đầu tư lớn họ đang lưu trữ những altcoin nào những altcoin đó sẽ những altcoin có cái cơ hội pump cao khi mà chúng ta thấy cái mùa altcoin đến gần đây là những cái altcoin sẽ được pump trước sau đó là mới tin những altcoin nhỏ hơn và công ty Bitwise nói là các bạn thấy được là nếu như mà chỉ đầu tư riêng Bitcoin thôi thì cái lợi nhuận sức không bằng là đầu tư vào 10 đồng Bitcoin lớn mà được nói tới trong bài viết này các bạn thấy được là từ ngày 30 Tây tháng 11 năm 2020 thì tính ngày đó cho đến một năm trước đó thì trong vòng một năm tính đến cuối tháng 11 thì cái quỹ đầu tư này đã có lời 184% có nghĩa là sẽ cao hơn là các bạn đầu tư vào Bitcoin và tất cả những đồng crypto này sẽ được giữ trong ví chữa lạnh, 100% ví chữa lạnh và sẽ được quản lý bởi pháp lý cũng như là có bảo hiểm. Thì đây cũng là cái cách làm tương tự như là công ty Grayscale mà thôi, chỉ có là công ty Bitwise này thì là một công ty nhỏ hơn các bạn thấy được là bài viết này cho thấy là cho đến thời điểm ngày 9 tháng 12 cho từ một ngày đó thì quỹ đầu tư này chỉ có khoảng chừng 120 triệu đô la đầu tư vào mà thôi so với lại công ty Grayscale các bạn thấy được là một công ty đồ sộ cho đến cái thời điểm ngày 17 8 tháng 11 nghĩa là cách đây khoảng chừng một tháng thì tổng số lượng tiền họ quản lý đã lên tới 10,4 tỷ đô la công ty này chỉ mới bắt đầu với 120 triệu nhưng mà các bạn thấy được là ít ra chúng ta lại có thêm một cái sản phẩm trong thị crypto này một sản phẩm mà những nhà đầu tư thông thường có thể tiếp cận được những nhà đầu tư mà không có quan tâm đến nhiều về những cái việc như là tự lưu trữ crypto của mình làm sao để lưu trữ ví chữ lạnh vân vân họ có thể lựa chọn đầu tư những công ty như là Bitwise hay là những công ty như là Rayscale để có được một cái sự kết nối với lại thị trường crypto lợi như mà crypto tăng trưởng mạnh đây là cái thông tin liên quan tới Bitwise mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Đương nhiên, những thông tin này cũng không có thế nào mà so sánh được với những thông tin nếu như mà chúng ta nhận được một cái sự chấp nhận của Bitcoin ETF. Quỹ Bitcoin ETF mới là cái ngồi nổ lớn nhất để có thể là thúc đẩy thị trường này lên một cái mức mà các bạn không thể tưởng tượng được. Chúng ta cho đến ngày hôm nay thì vẫn chưa thấy một cái đề xuất Bitcoin ETF này sau khi mà nhiều đề xuất đã à, bị từ chối bởi SEC, ban quản lý chứng Hoa Kỳ vào năm 2019. À, những cái đề xuất như là của anh em sinh đôi, Winco hay là của Willshire, Phoenix vân vân, những đề xuất đó đã không được chấp nhận. Ngay cái Bitcoin, tôi nhớ cũng có những đề xuất Bitcoin ETF, nhưng mà cho đến ngày hôm nay vẫn chưa được chấp nhận. Đây mới là cái vấn đề lớn nhất mà chúng ta cần phải quan tâm đến là khi nào mới có một Bitcoin ETF được thông qua. Thôi nên là khi nào? Tại vì sớm muộn gì cũng sẽ có một Bitcoin ETF mà thôi, chỉ là khi nào chứ không phải được thông qua hay là không. ETF là một cái phần rất lớn của thị trường tài chính, các bạn thì được là những cái loại công cụ tài chính lớn như là vàng thì cũng có ETF và nhiều người tin tưởng là vàng có được ngày hôm nay là tại vì chúng ta có ETF trên những cái sàn giao dịch. Nhưng mà đây là cái thông tin mà coi như là cũng rất tốt trong thời gian này, tiếp tục có thêm một công ty đầu tư cho khách hàng trên thị trường chứng khoán đầu tư gián tiếp vào trong thị trường crypto thì cũng là ngày hôm nay chúng ta cũng nhận được một cái thông tin liên quan đến một cái công ty rất là lớn ở Hoa Kỳ đó chính là công ty Mass Mutual. Đây là một cái công ty chuyên là bán những cái hợp đồng liên quan đến bảo hiểm đủ bảo hiểm hết và cũng có những cái quỹ đầu tư. Thì công ty Mass Mutual này ngày hôm nay đã đưa ra thông báo là đầu tư 100 triệu đô la vào trong bitcoin. Công ty này là công ty có mặt rất lâu đời, các mình thấy được đã hơn 169 năm, bắt đầu từ năm 1851 và các bạn thấy được là công ty này đầu tư 100 triệu vào bitcoin và công ty này đầu tư 100 triệu bitcoin này được quản lý bởi công ty NYDIG công ty NYDAG này sẽ quản lý cái số tiền mà công ty Mass Mutual đầu tư và đương nhiên họ sẽ cung cấp bảo hiểm cho công ty Mass Mutual này và công ty Mass Mutual cũng mua 5 triệu đô la cổ phần của công ty NYDAG này thì các bạn thấy được công ty Mass Mutual là công ty rất là lớn lớn cơ nào thì các bạn thấy nhìn vào đây là cái tài liệu chung của công ty Mass Mutual thì công ty Mass Mutual các bạn thấy được là quản lý cái số tiền lên tới 554 tỷ đô la và đã có mặt các bạn thấy được là 169 năm trên thị trường rồi là một công ty rất là nổi tiếng và rất là có tầm cỡ thì đây là một trong những công ty mới nhất tham gia đầu tư vào thị trường crypto này đầu tư vào bitcoin và các bạn thấy là hàng ngày tôi được chia sẻ rất nhiều những thông tin này với các bạn các bạn thấy là những thông tin này điều chỉ vào cái xu hướng đó chính là điều gì đó đang rất lớn xảy ra đối với bitcoin các bạn thấy là ngày nào tuần nào tôi tôi nghe nói tới rất nhiều những công ty đầu tư vào trong trường Bitcoin và crypto chúng ta nghe nói tới những công ty như là Michael Strategy, công ty Square chúng ta nghe nói tới những cái tổ chức đầu tư lớn những nhà đầu tư lớn như là Paul Tudor Jones hay là các bạn thấy được là ngay cả gần đây thì nhà đầu tư mà nhiều bạn quen thuộc Ray Dalio cũng đã có cái suy nghĩ khác về Bitcoin nói là Bitcoin có thể là một cái loại tài sản của tương lai thì sẽ chia sẻ thêm về vấn đề này cho một cái video khác nhưng mà các bạn thấy được là Mass Mutual là một trong hàng loạt những công ty mà đưa ra cái thông báo là đầu tư vào thị trường Bitcoin này. Và mặc dù như vậy các bạn thấy được là thị trường Bitcoin này chúng ta vẫn thấy là giá cả đang được điều chỉnh trong vòng mấy ngày qua Thì nhìn vào góc cạnh nào đó các bạn thấy được là Bitcoin điều chỉnh là một điều mà rất cần thiết Chúng ta thấy là giá Bitcoin trên sàn Coinbase là khoảng 17.760 đồng cho một đồng Bitcoin Thì các bạn thấy được là Bitcoin cũng đã đi lên liên tục Trong thời gian gần đây các bạn thấy được là cái giá Bitcoin đi từ cái mức là khoảng chừng tháng 3 thì đã lên rất là nhanh cho đến khi mình tháng 6. Sau đó nghỉ ngơi khoảng chừng một thời gian và bắt đầu là từ cuối tháng 9 đã đi từ cái mức là các bạn thấy là chỉ 10.000 đô lên thẳng tới cái mức là gần như 20.000 đô thì điều chỉnh cũng là điều là rất bình thường nhưng mà các bạn nhìn vào những cái thông tin như là thường chia sẻ liên quan đến công ty Bitwise trong video này hay là công ty Mass Mutual mà các bạn có ý nghĩ là giá Bitcoin sẽ điều chỉnh mạnh và điều chỉnh sâu trong thời gian dài chúng ta sẽ bước vào một cái thời kỳ mùa đông sắp tới thì còn không có biết nói gì hơn thì các bạn thấy được là tất cả những điều mà chúng ta nhận được đều chỉ ra được những công ty này đầu tư và họ đầu tư vào trong thời gian dài hạn chứ không phải là họ chỉ muốn thấy Bitcoin lên khoảng chừng là 10%, 20% là họ sẽ bán. Các bạn thấy được là công ty Michael Strategy thì tuy là họ đã mua rất nhiều Bitcoin, họ đã mua tổng cộng là hơn 400 triệu đô la Bitcoin. Bây giờ họ lại muốn bán trái phiếu để có thêm 500 triệu để mua thêm Bitcoin nữa chứ không phải là bán. Thì đương nhiên các bạn thấy được là họ chấp nhận nguy hiểm cao như vậy thì đương nhiên là họ phải nhận được cái phần lợi nhuận tương đối là hợp lý có nghĩa là bitcoin phải tăng lên rất là nhanh rất là nhiều trước khi mà họ có ý định bán và bây giờ các bạn thấy được là sẽ có rất là nhiều những tổ chức đầu tư, những công ty Nhìn vào những thông tin như là các bạn thấy được là thông tin liên quan đến Mass Mutual Và họ cũng sẽ có ý nghĩ là làm điều tương tự Tại vì những công ty này đều cạnh tranh với nhau Thì nếu như mà Mass Mutual đoán đúng mà giá Bitcoin tăng mạnh Thì nhiều công ty khác sẽ không bỏ lỡ cơ hội này Và đương nhiên họ đều đang nhìn vào Bitcoin để có thể mua được với cái giá thấp hơn Cho nên trong cái thời kỳ mà tăng trưởng của Bitcoin các bạn thấy được mỗi lần mà điều chỉnh giá đều là những cơ hội tốt để mà các bạn có thể tích lũy thêm bản thân thần thì đương nhiên vẫn tiếp tục trung bình giá và tích lũy thêm và đương nhiên đây không phải là lời khuyên đầu tư thường chỉ chia sẻ với các bạn là thuận đang suy nghĩ như thế nào và thuận làm gì trong thời gian gần đây thuận sẽ tiếp tục tích lũy thêm Ethereum và Bitcoin những đồng altcoin khác cũng sẽ tích lũy nhưng mà chưa phải ra thị bây giờ thuận vẫn nghĩ là cái đồng mà sẽ lên trong thời gian sớm nhất đó chính là đồng Bitcoin sau đó sẽ đi theo là đồng Ethereum rồi sau đó nữa mới có những đồng altcoin khác như là Litecoin, XRP vân vân và kế đến nữa chúng ta mới thấy những cái altcoin nhỏ hơn. Đây là cái thông tin liên quan đến công ty Mass Mutual mà thường muốn chia sẻ với bạn trong cái video này. Thì chúng tôi bây giờ đã cận kề cái ngày mà các bạn có thể gửi đồng XRP lên trên những cái sàn giao dịch mà hỗ trợ đó để có thể nhận được những cái đồng Spark Token miễn phí từ cái Spark Token Airdrop. Thì những bạn nào mà không đành thì nếu các bạn có đồng XRP trên những cái sàn mà hỗ trợ đó Thì sau cái ngày mà airdrop ấy, sau khi mà có được rồi thì các bạn sẽ nhận được một đồng XRP, các bạn sẽ nhận được một đồng Spark Token miễn phí thông qua cái airdrop này. Spark Token là một cái dự án mà nhiều người thì lầm lẫn nói là đồng Spark Token này sẽ có thể là kết nối mạng lưới XRP với lại những cái hợp đồng thông minh nhưng mà thực ra không phải như vậy đâu. Spark Token này sẽ là một cái mạng lưới hoàn toàn riêng biệt là một cái mạng lưới gọi là Flare Network. Mạng lưới Flare Network này là có đồng Spark Token thì những người nào mà lưu trữ XRP sẽ được thưởng đồng Spark Token thông một cái airdrop này thì đồng Spark Token là một cái dự án mà có thể là kết nối với là mạng lưới của Ethereum để có thể là tham gia vào cái hệ sinh thái sử dụng những cái ứng dụng À, hợp đồng thông minh như là chúng ta nói tới thì nếu các bạn chỉ quan tâm đến làm sao nhận được Spark Token thì ở trên những cái mạng xã hội thường có chia sẻ với các bạn nhưng mà nào mà chưa theo dõi thuận capital được trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở dưới cái video này tìm thấy những cái link như là Facebook, Twitter, và Telegram thì Các bạn có thể tìm thấy những cái sàn như là các bạn bấm vào cái link uh, supporting exchanges cái link này là cái link flare xyz thì các bạn thấy được là chúng ta có thể lên đây và coi coi là cái sàn các bạn đang lưu trữ có hỗ trợ cái Spark Token Airdrop hay không Thì các bạn thấy được là Nhưng mà nằm mà sử dụng sàn Huobi chẳng hạn đi Các bạn thấy được là Hoa Bi, Thì có trong danh sách này có nghĩa là sàn Hoa Bi sẽ hỗ trợ cái Airdrop này Thì các bạn cần phải làm gì thì tùy theo là sàn Giống như là chúng ta thấy là hai cái sàn mà Nhiều bạn quen thuộc sẽ hỗ trợ Airdrop này Thường có để hai cái link trên những mạng xã hội Một cái link để dành cho những bạn nào mà không mở Hoa Kỳ Có thể sử dụng sàn Binance.com Một cái link để cho những bạn nào mà ở Hoa Kỳ Thì có thể sử dụng Coinbase Thì các bạn thấy được là ở trên à, cái trang web của Binance thì các bạn thấy được là Binance.com nói là các bạn cần phải có đồng XRP trên mạng lưới của Binance trước ngày 12 tây tháng 12 vào 0 giờ UTC có nghĩa là 0 giờ UTC tính theo Việt Nam đây, có nghĩa là các bạn thấy được là phải có mặt trước 7 giờ sáng ngày 12 tây tháng 12 ngày thứ bảy những mà nào mà chưa có gửi đồng XRP của mình lên sàn Binance mà các bạn có hứng thú muốn nhận được cái airdrop này thì các bạn cần phải nên gửi càng sớm càng tốt Tại vì trước cái thời gian này có thể là sàn Binance phải đóng lại không cho các bạn gửi Cho nên các bạn cần phải gửi càng sớm càng tốt Nhưng mà nào mà ở Hoa Kỳ mà muốn tham gia Thì các bạn hãy gửi đồng XRP lên trên sàn Coinbase Và cũng tương tự phải gửi lên trước ngày 12 tây tháng 12 Vào trước 0 giờ sáng giờ UTC Có nghĩa là tính theo giờ ở Cali đó là 4 giờ chiều thứ sáu ngày mai ngày 11 tây tháng 12 Các bạn cần phải gửi lên đây là những cái thông báo mà Thùng muốn mang đến cho các bạn Thì một trong những điều mà Thùng muốn chia sẻ là nếu như các bạn đã có sẵn đồng XRP mà các bạn muốn tham gia thì các bạn có thể là gửi đồng lên những sàn này để nhận được cho đồng Spark miễn phí Nếu như mà các bạn chưa có đồng XRP mà các bạn muốn tham gia thì thường không khuyến khích các bạn mua đồng XRP ở thời điểm này Tại vì các bạn thấy được là đồng XRP nhiều người cho là tại vì cái airdrop này là khiến cho giá đẩy lên rất là mạnh Chúng ta nhìn vào đồng XRP đi cho mình thấy được là trong khoảng thời gian 30 ngày qua đã tăng 131% càng đến gần ngày airdrop thì đồng XRP càng có cơ hội là bị đâm tại vì các bạn thấy được là đây là một điều chúng ta cũng thường hay thấy mọi người mua cái token để nhận được airdrop nhưng mà càng đến gần cái ngày airdrop đó thì nhiều người sẽ bán đồng của mình tại vì họ cảm thấy được là cái tiền lời mà họ có được từ giá cả tăng lên có thể còn đáng giá hơn là cái giá của airdrop cho nên nhiều người sẽ bán mà không cần phải chờ đợi airdrop cho nên các bạn mới thấy được là trước ngày airdrop đã có cái đợt xuống giá tại vì nhiều người đã bán tại vì giá tăng lên quá nhiều và vì lý do đó nếu như các bạn chỉ mua để nhận được cái token airdrop của Spark token này thì có thể là cái giá trị của airdrop đó so với lại cái giá mà đồng XRP có thể bị mất sau khi mà người ta đâm mạnh khi mà người ta đã có được đồng Spark Token này thì cái giá trị đó có thể là không có bằng cái số mà các bạn mất đi khi mà đồng XRP xuống giá cho nên đây là một cái điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến tôi không khuyến khích như mà nào mà mua bất cứ một dự án nào chỉ đơn giản tại vì muốn có được lợi nhuận hay là muốn có được airdrop và đương nhiên như mà nào mà muốn tìm hiểu sàn Binance hay là Coinbase thì ở phía dưới video sẽ có cái link cho bạn có thể bấm vào để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thần capital những ưu đãi liên quan đến sàn TapX hay là Binance các bạn có thể được giảm phí giao dịch hay là sàn margin Bybit, Coinbase, Remitano và nhiều BlockFi các bạn có thể được nhận bonus lên tới 250 đô. Tất cả các link sẽ nằm ở phía dưới cái video này Thì tôi muốn mang đến một cái thông báo cho những bạn nào mà đang sử dụng sàn NAPX Thì sàn NAPX mới vừa có một cái ứng dụng điện thoại mới, mới vừa được cập nhật Thì những bạn nào mà chưa có tải ứng dụng mới thì cũng nên tải ứng dụng bằng cách là bạn tải à, Từ cái điện thoại của mình vào những cái App Store để mà tải về Thì ngoài video ra, SnapX cũng hỗ trợ thêm một số những đồng mới như là đồng link đồng Binance và đồng Tron thì các bạn thấy được là Sanabex bây giờ đã hỗ trợ cũng khá nhiều đồng chúng ta thấy được là các bạn có thể giao dịch những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, EOS, Tron, Cardano, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Link và đồng Binance đây là một cái sàn mà giao dịch margin nếu nào có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về sàn thì cái link sẽ nằm phía dưới cái video này để các bạn tìm thấy những thông tin chi tiết liên quan tới cái sàn này. Và đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn